Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2018, ở tại lầu 3 Chùa Giác Ngộ 92 Nguyễn Dứt Thanh, phường 3, quận 10. Đây là chương trình mỗi ngày một mẫu chuyện thiền. Con kính hoan hỷ chia sẻ cái hiểu của mình về những mẫu chuyện thiền, tuy đơn giản ngắn gọn nhưng rất là sâu sắc và thú vị. Để qua đó, thứ nhất, làm bài học cho mình mong một ngày trọn vẹn tu tập. Thứ nữa, chia sẻ đến với những người có thiện duyên với con, đạo hữu gần xa. Thứ ba là mong đem cái mê muội của mình phơi bày ra ánh sáng, mong nhận được những lời khai thị chỉ giáo của những bậc cao minh đáng kính, cũng như là lắng nghe những cái bài học thú vị khác được rút ra từ những câu chuyện mà con chia sẻ. Hôm nay cái đề tài của câu chuyện là không có gì đúng sai trên đời. Câu chuyện thú vị được kể như sau. Vào khoảng cuối thế kỷ 19, có hai huynh đệ tu tập nọ trên đường đi về thiền viện từ mé rừng. Đi ngang qua một con suối, thấy bên này bờ suối đang có một cô gái đứng hu hu khóc. Ở dưới kia dòng suối tuy nước không chảy xiết đến độ quá mạnh nhưng nó đủ để ngần ngại bước chân của một thiếu nữ yêu kiều trong một bộ đồ kimono rất đẹp. Yếu liễu đào tơ, cô ta không thể tự mình qua được con suối. Người sư anh không ngần ngại tiến thẳng đến và thể hiện nhã ý và bế cô ta qua bên kia. Câu chuyện của họ kết thúc ở đó. Trên đoạn đường khá xa, đến chiều tối mới về tới thiền viện thì người em không chịu nổi nữa, quay qua mới nói với người anh rằng: "Anh à, anh thừa biết là giới luật của kẻ xuất sĩ chúng ta không được phép đụng đến thân xác người nữ, vậy mà anh ... Và anh nghĩ rằng mình có phạm giới hay không? Quý vị nghĩ thử người anh có phạm giới không?" Người anh một cách thản nhiên qua nhìn sư em và nói, quay qua nhìn sư em và nói rằng: "Em à, anh nhớ là anh đã bỏ cô gái ở bên mé sông chỗ đó rồi mà. Không lý nào em lại mang cô ta tới đây." Người em giật mình, có một cái chiều sâu nào đó khiến cho người em nín thở trong phút chốc và bắt đầu thẩm thấu. Ai đúng ai sai chỗ này? Không ai đúng và sai cả nhé. Với một mức độ tỉnh thức tâm linh nào đó, chúng ta sẽ có một cái hiểu, cái nhìn về thực tại tương ứng khác nhau. Ở đây, đối với người anh, trình độ tâm linh là A, thực tại của người anh là A. Và của người em là B, thì thực tại của người em là B. Không may là người em lấy cái trình độ tâm linh của mình để so sánh với người anh, để mình là nạn nhân của chính mình. Và nếu không khéo, thì cái người kia nếu không có khả năng vượt lên trên phán xét của mình, thì họ sẽ đau khổ với việc so sánh của mình đấy. Cho nên, khi mà chưa hoàn toàn giải thoát, mình chả thấy gì cả. Mình chỉ thấy những gì mình tích lũy thôi. Mình thấy chính mình. Mình không thể vượt thoát khỏi cái tri kiến mà mình đã thu thập. Vì vậy khi mình phán xét, mình định nghĩa hay mà mình giới hạn ai qua cái phán xét của mình đó, thì mình không phải phán xét và định nghĩa họ đâu. Mình đang định nghĩa và phán xét chính cái con người của mình. Vậy khi mà mình thay đổi cái cách thức mà mình nhìn và mình quan sát vật và người, thì vật và người mà mình quan sát đó sẽ thay đổi. Vậy vấn đề không phải là thay đổi ai, mà là thay đổi chính mình. Đó là bài học thứ hai mà người em cho chúng ta. Bài học thứ ba, đó là với cái trình độ tâm linh là B của người em, thì người em tự biết an phận thủ thường. Khi nhìn người em, ngay phút giây đầu tiên, người em đã phán xét đây là sai, đây là đúng, bởi vì đây là nữ, đây là nam. Ái nhiễm của người em đã xuất hiện khi thấy một cô gái đẹp như vậy giữa rừng. Cho nên người em đã dè chừng với cái tâm của mình. Và người em ứng dụng như vậy với người anh. Cho nên khi cái tâm ái khởi niệm, thì người anh chạm người nữ, tâm sân của người em khởi niệm. Cái tâm tham nó dẫn đến tâm sân. Cả một đoạn đường khá dài, người em khó chịu bực dọc. Nhưng may thay là người em đã được khai mở trí tuệ bởi một câu nói của người anh, là anh đã buông rồi. Và người em đã nhẹ nhàng và lớn lên tâm linh một chút nào đó. Nếu mình là người em mà mình ứng dụng như người anh, chạm vào cô gái, thì có hai điều xảy ra. Một
là mình sẽ hối tiếc về giới luật không trong sạch để tự ti và ân hận chính mình. Hai là mình sẽ khởi lên lòng tham ái, ngày qua đi đêm nằm xuống nhớ đến cảm thọ của một cô gái đẹp cho mình, ái nhiễm sẽ phát sinh và mình sẽ là nạn nhân của ái nhiễm đó. Bởi vậy an phận thủ thường, biết mình là ai, biết người là ai. Khi mình muốn tu tập mà khi chưa vững vàng, đi vào trong chợ mùi cá tanh sẽ mưa lâu thấm đất, mình tanh mùi cá lúc nào không biết. Vậy trước hết mình phải bảo vệ lấy mình bằng giới luật. Nếu tâm hồn chưa vững vàng thì thân phải nương tựa vào giới để mình được an ổn và tự do. Đó là cái mà mình hết sức phải cẩn thận trong cái đời sống hiện đại. Cái mà người ta phô trương ra bao nhiêu là hình ảnh, màu sắc, âm thanh để khơi gợi lên cái lòng dục nhiễm của chúng ta trong cái thế giới ta bà này, đầy dẫy khắp nơi khắp chốn, ngày lẫn đêm, già lẫn trẻ, nam lẫn nữ. Vậy hình ảnh của người em nhắc nhở chúng ta hãy biết mình ở đâu để luôn nương tựa giới. Giới là cái nơi mà thể hiện trí tuệ. Nơi nào có giới, nơi đó có tuệ. Nơi nào có tuệ, nơi đó có giới. Cái bài học thứ tư nữa của người em là: người em đau khổ trên đoạn đường như vậy là bởi vì cái sai lầm của mình cố chấp vào định kiến chân lý là của ta. Nếu ta giữ giới và ta nghĩ người khác phải giữ như ta mới thành giới, thì cái giới đó vô tình là giới cấm thủ. Ta giữ bởi vì có cái tôi của mình trong đó, thì ai không giữ giống như mình thì cái không tôi ngoài kia sẽ là người phá giới, là người tệ, là người dở, là người xấu. Mình tốt bởi vì ai đó xấu thì cái tốt của mình là xấu rồi. Sự thật chân lý nó không mang đến đau khổ. Cả một đoạn đường đau khổ của người em chứng minh rằng những gì người em tin nó không phải là chân lý, mà là định kiến của người em tự vẽ ra trong đầu. Sự thật chân lý mà mang đau khổ thì chân lý đó không còn cần thiết, không giá trị nữa. Bởi vì chân lý hay là giới. Giới là gì? Là tự tánh giới, làm mát dịu tâm hồn, làm tự do thân xác, chứ không phải là ràng buộc thân xác và mệt mỏi tâm hồn như người em suốt đoạn đường ấy. Vậy ở đây khi giữ giới thì ta biết ta giữ cho ta, thân ta tự do, làm cho tâm ta không có dục nhiễm và sân hận. Như vậy ta không có dính mắc vào thân xác người nữ, đó là thân ta bình an. Ta không có dục nhiễm phát sinh và sân hận bực bội, tính là tâm ta thanh lương, đó chính là đích thực giới. Vậy giữ giới là tốt, nhưng giới đó phải làm cho thân an và tâm an, thì đó mới đích thực là giữ giới. Và giữ giới như vậy thì không thấy mình giữ giới. Còn giữ giới mà có hình tướng, có nhân, có ngã, có chúng sinh, có thọ giả, có đối đãi, thấy mình giữ giới là không phải thực sự giữ giới. Vì làm như vậy mình sẽ thấy mình cao mạn, tự tôn, để người khác thấp bé hơn mình, so sánh để mà mình hạnh phúc, thì đó là thứ hạnh phúc bình hoạn vậy. Cái bài học thứ năm mà người Anh cho chúng ta lại thú vị cũng không kém phần, đó là khi tay trái làm việc, tay phải quên đi. Nếu không, lỡ như tay trái làm việc thiện, tay trái tay phải cố gắng nhớ, việc thiện mình làm mà mình nhớ, thi ân mà có mưu đồ, thi ân mà có cầu đền đáp thì thi ân có mưu đồ vậy. Nếu như tay trái làm việc ác mà tay phải nhớ hoài, nhớ làm bài học thì không sao, nhưng nếu nhớ làm day dứt tâm hồn, làm để hành hạ chính con người của mình cảm thấy tội lỗi đến thiên thu, thì đó quả thật mình dùng sai cái năng lực của mình. Con người của chúng ta có khả năng ngồi đây mà nhớ đến chuyện 5 tháng, 5 năm, 5 kiếp trước và tưởng đến 5 kiếp sau, vân vân như vậy. Nhưng ta không dùng khả năng đó để nuôi lớn tỉnh thức và từ bi của mình, mà là lấy nó để hành hạ ta. Ta biến ta thành một công dân của địa ngục ở ngay trên trần gian này bằng cái thân xác của con người, bằng cách đau khổ những chuyện đã qua và đau khổ những chuyện chưa xảy ra đó. Không may thay. Nhưng ở đây người Anh là hiện thân như là một con người, hoàn toàn con người. Đó là con người dùng khả năng này chứ không để khả năng dùng con người. Nếu ta không dùng suy nghĩ nó cũng giống như tiền bạc, nó sẽ dùng ta. Vậy, người Anh đã buông rồi cô gái ở bờ sông, nhưng người em còn mang cho tới thiền viện. Đó là bởi vì ta cứ nuôi dưỡng quá khứ tốt hay xấu, đúng hay sai ở quá khứ,
và ta biến cái phút giây này thành nạn nhân của quá khứ đó. Người em bước những bước chân nặng nề, thở những hơi thở nặng nề, lòng nặng trĩu cho đến tới nhà, trong khi người anh làm một việc thiện rồi, lòng đã hoan hỉ, mà trên đường bước chân thông dong, không nhớ đến ái nhiễm, mà là hơi thở bình an, bước chân tự tại. Chim hót, gió thổi, lá rơi, hoa đẹp. Sự sống ở phút giây này là trọn vẹn, và thực tại yêu cầu giúp đỡ người anh làm. Nếu không ai giúp đỡ, người anh tự hoan hỉ với thực tại mà sự sống hiến dâng ở bên ngoài cũng như bên trong. Người anh biết rằng, giả dụ thầy đang ngồi đây, hoa này đang nở, sự sống bên ngoài, thiên nhiên, bầu trời, chiếc lá màu xanh, năng lượng sống đang dạt dào thế này. Cái phút giây trọn vẹn ở đây là phút giây mà ngàn năm trước chưa bao giờ có, và ngàn năm sau chưa bao giờ lặp lại. Nếu thầy ngồi đây mà không nhận ra mình đang sống và thưởng thức sự sống này thì có gì giá trị hơn nữa chăng? Chắc chắn sẽ không có gì giá trị hơn bằng cách ngồi đây và ý thức rằng mình đang còn sống. Bởi vì không có phép màu nào đẹp hơn là biết mình đang sống. Sự sống đích thực nó là một phép màu. Vậy nên cái bài học của người anh là ứng dụng cho tất cả chúng ta. Sống trọn vẹn trong mỗi phút giây, khoảnh khắc này là cuối cùng và nó là duy nhất. Nếu bỏ qua, ta thiên thu không bao giờ có được. Và hãy trọn vẹn như một cái hoa, hãy trọn vẹn như một chiếc lá, hãy trọn vẹn như một hơi thở, hãy trọn vẹn như một người thương, hãy trọn vẹn như một công việc. Hãy làm hết năng lượng của mình ở phút giây đó, kết quả tự động nó diễn ra theo quy luật, nguyên lý của vũ trụ. Ta không đợi kết quả, ta chỉ đơn thuần đổ cái niềm vui mình vào ánh mắt mình nhìn một người thương và một cái hoa. Đổ cái hạnh phúc bình an mình vào một hơi thở. Nếu có ai thì hành động là dâng tặng hạnh phúc và an lành đó cho họ. Nếu không có ai thì ta dâng tặng cho chính mình. Vậy ta có một ngày để chọn lựa sống như thái độ của người em, mang nặng quá khứ để đau khổ và biến mình thành nạn nhân cho những thứ đó, hoặc là sống như người anh, thông dong tự tại, không để bất kỳ một quá khứ nào chi phối ảnh hưởng cái đời sống ở đây và bây giờ. Bỏ quá khứ, tha thứ cho quá khứ là khó, nhưng đừng có hành hạ hiện tại, đừng có làm cho phút giây này cho mình đau khổ, nó còn khó hơn. Bởi vì sao? Sau này rồi ta cũng phải bỏ lại, ta phải học cách bỏ những thứ hiện tại mà ta sai lầm đấy. Có một ngày được thông dong tự tại, như đóa hoa nở, bình minh hoàng hôn rồi héo úa, lụi tàn. Tại sao không sống như một ngày duy nhất được sống? Sống hết lòng và trọn vẹn. Thì hối tiếc và đau buồn làm gì xuất hiện trong lòng ta? Nguyện một ngày con sống 24 tiếng đồng hồ tinh khôi và chánh niệm là hạnh phúc đủ rồi. Thầy kính chúc chư thiền hiểu tri thức gần xa một ngày 24 tiếng sống thanh tịnh, chan hòa, nuôi dưỡng tỉnh thức, thương yêu cho mình và làm món quà dâng tặng cho sự sống. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.